Camera hành trình của các anh có phải là khá nhiều nút bấm ở trên đó đúng không? Nút vừa bé lại không nhớ chính xác chức năng của nó là gì. Vừa lái xe mà vừa muốn điều khiển nút bật tắt ghi âm, chụp hình hay là lưu lại video sự vụ ở trên đường vừa xảy ra thì sẽ như thế này. Cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Rất mất an toàn phải không ạ? Thời buổi nào rồi mà còn dùng tay để mò mẫm tìm nút bấm. Việc sử dụng giọng nói để điều khiển bây giờ mới là công nghệ, mới là tối ưu, mới là an toàn. Mà phải là tiếng mẹ đẻ nha các anh nhá. Các anh xem em thao tác đây này. Khóa video. Video đã được khóa. Lưu hình ảnh. Chụp ảnh. Bắt đầu ghi âm. Âm thanh đã bật. Đó, các anh thấy chưa? Đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. Anh nào mà quệt vào xe em nhá, cứ cẩn thận, em có bằng chứng hết đấy. Và thiết bị em đang sử dụng đó chính là camera AI ADAS 4K YouTuber C2 Max. Ngoài khả năng ghi hình 4K siêu nét thì thiết bị còn có đến 8 tính năng hỗ trợ lái xe an toàn, nâng cao chuẩn ADAS như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khoảng cách an toàn. Lái xe cứ phải gọi là tự tin vô cùng luôn.